Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 9 tháng 8 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt chiến lược tham gia các thỏa thuận thương mại tự do đến năm 2020. Quan điểm chung là chủ động tham gia các FTA đa phương và song phương một cách có chọn lọc để phát triển bền vững, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, khai thác có hiệu quả và từng bước tạo lợi thế so sánh cao trong hội nhập quốc tế. Đóng góp ngày càng lớn vào việc thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020. Thực hiện chủ trương chính sách lớn về tích cực và chủ động hội nhập quốc tế của Đảng, từ năm 2001 đến nay, nhà nước đã ký kết các điều ước quốc tế về gia nhập WTO, tham gia một số FTA khu vực và song phương. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã tham gia thiết lập FTA với 16 nước trong khuôn khổ 6 FTA khu vực và 2 FTA song phương với phạm vi lĩnh vực tự do hóa khác nhau. Tỷ trọng thương mại hai chiều giữa Việt Nam với các đối tác đã có FTA ước tính chiếm gần 60% tổng giá trị thương mại quốc tế của Việt Nam. Trong đó, chiếm gần 50% kim ngạch xuất khẩu và gần 70% kim ngạch nhập khẩu. Hiện nay, Việt Nam đang đàm phán tham gia TPP, đàm phán FTA Việt Nam-EU, đàm phán FTA với Liên minh Hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan và đàm phán FTA với một số đối tác khác. Sau khi nghiên cứu tình hình tham gia các cái thỏa thuận thương mại tự do của Việt Nam trong thời gian qua, thì Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan xây dựng chiến lược tham gia các cái thỏa thuận thương mại tự do của Việt Nam từ nay cho đến năm 2020. Thì các bộ ngành đã phối hợp cùng với Bộ Công Thương xây dựng chiến lược tham gia các thỏa thuận thương mại tự do từ nay đến năm 2020, và chiến lược này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nội dung chính của chiến lược này là trên cơ sở đánh giá lại các cái thuận lợi cũng như thách thức trong thời gian qua của việc tham gia và các thỏa thuận thương mại tự do, thì đã đưa ra định hướng cho thời gian tới. Trước hết là định hướng về các nguyên tắc lựa chọn các đối tác để đàm phán các thỏa thuận thương mại tự do, và sau đó là những nguyên tắc mà các đoàn đàm phán cần phải lưu ý khi đàm phán các thỏa thuận thương mại tự do này nhằm đạt được lợi ích lớn nhất cho Việt Nam trong thời gian tới. Về cơ bản, các FTA Việt Nam đã tham gia ký kết, tạo hiệu ứng tích cực, thúc đẩy cải cách và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng kinh tế thị trường đầy đủ, tạo điều kiện thương mại tích cực đối với phát triển thương mại song phương của Việt Nam với các đối tác tham gia các FTA khu vực ASEAN Cộng 6. Trong đó, các FTA đã tạo những điều kiện thương mại thuận lợi từ phía các đối tác để Việt Nam tạo ra mức xuất khẩu ổn định và tăng trưởng xuất khẩu nhanh, gắn xuất khẩu với nhập khẩu nguyên vật liệu máy móc, thiết bị và công nghệ cho phát triển sản xuất trong nước. Đồng thời, các FTA đã ký kết cũng tạo được hiệu ứng tích cực đối với Việt Nam trong cải cách và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hoàn thiện môi trường kinh doanh để hỗ trợ khuyến khích xuất khẩu, tận dụng cơ hội mới mà các FTA mở ra như cơ hội thị trường để tăng cường năng lực cạnh tranh xuất khẩu. Quá trình hội nhập chúng tôi rất quan tâm. Và vừa qua thì vừa xây dựng thương hiệu, vừa là hợp tác với nước ngoài trong vấn đề đầu tư vào cái sản phẩm của chúng tôi và để xuất khẩu đi cả nước. Nên tôi nghĩ rằng để là hội nhập càng ngày càng sâu về thế giới, nâng cao đời sống và kinh doanh có hiệu quả, thì tôi đề nghị là Bộ Công Thương cũng như Chính phủ phải dành nhiều cái kinh phí để tổ chức tuyên truyền và đi sâu vào người dân và đi sâu vào các doanh nghiệp để có cái sự chuẩn bị sẵn sàng và thì hội nhập chắc chắn thành công. Các FTA mà Việt Nam đã tham gia ký kết có tác động tích cực mang tính xu thế đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam thông qua sự gia tăng tốc độ xuất khẩu và đóng góp của xuất khẩu vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam qua kênh đầu tư FDI vào Việt Nam. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, sự gia tăng thương mại và đầu tư với Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc có thể sẽ đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 2012-2020. Theo tôi được biết, trong thời gian từ năm 2015 đến 2018, xấp xỉ 98% biểu thuế của các nước đối tác được tự do hóa, Việt Nam được hưởng lộ trình dài hạn hơn 5 năm so với các đối tác và 6 nước ASEAN. Do vậy, để chủ động hội nhập, Việt Nam cần chủ động xây dựng chiến lược và có bước đi phù hợp, nâng tầm quan hệ thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu và khai thác tối đa cơ hội thương mại đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ trọng điểm. Có thể nói, tính đến thời điểm hiện tại, sự tham gia vào các FTA khu vực và song phương, nó là một nấc thang quan trọng để Việt Nam bước tiếp lên các nấc thang liên kết và hội nhập quốc tế cao hơn, sâu hơn. Trước hết là trong việc hoàn thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015 và phát triển các liên kết FTA song phương để đạt được lợi ích dân tộc trong dài hạn.